Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái mod cũng rất là hay và được sử dụng rất là phổ biến, gọi là Mesolydian mod, hay một cái tên gọi khác người ta gọi là Dominant Scale. Thì trong clip này sẽ giới thiệu cơ bản cho các bạn và hai cái câu lý áp dụng để các bạn hiểu được về cái cấu tạo. Khi hiểu được rồi thì các bạn thấy là nó không có quá phức tạp giống như chúng ta từng nghĩ ha. Thì cái Mesolydian mod là cái mod bậc 5 ở trong cái âm dài trưởng. Để giải thích một cách cụ thể hơn thì các bạn có thể hiểu nó như thế này. Ví dụ như là âm dài đô trưởng. À, đô trưởng. Thì bây giờ mình sẽ đánh đô trưởng nha các bạn. Scale của nó như sau. Vậy thì với cái bậc 5 của nó là chúng ta bắt đầu từ nốt son, à do re mi fa son, và từ bắt đầu từ son đó các bạn cũng đánh các nốt tiếp tục trong cái đô trưởng, à nhưng chúng ta cái trọng âm của chúng ta là son, à bắt đầu từ son nha, son chúng ta đây. Cũng các nốt ở trong đô trưởng mà thôi. À, nhưng mà cái này nó có điều đặc biệt gì các bạn? Điều đặc biệt ở đây các bạn thấy, nếu mà về các vòng hợp âm của cái bậc 5 của âm dài trưởng thì người ta gọi là dominant chord, hay còn gọi là hợp âm 7. Một cái ví dụ rất là đơn giản để các bạn hiểu. Chúng ta có thường các bạn điểm hợp âm mà các bạn nghe hợp âm 1, 4, 5 thì 1 là hợp âm gốc, gốc hợp âm 4 trưởng, hợp âm thứ 5 thì là hợp âm 7. Ví dụ như âm dài đô trưởng của chúng ta thì một của nó là đô trưởng này, hai là rê thứ, ba mi thứ, bốn là pha trưởng, còn năm là son 7. À, son 7 nha các bạn. Thì cái Mesolydian này nó đi với cái gọi là dominant chord là hợp âm 7 hoặc 9, 11, 13, rất là hợp cái mùi. À, do đó là các bạn thấy là trong jazz hay blues họ đánh hợp âm 7 rất là nhiều. Do đó cái mà Mesolydian này cũng được sử dụng rất là nhiều ở trong cái jazz và blues. Vậy thì nói một cách khác, thì các bạn thấy là từ cái thí dụ như son Mesolydian, các bạn suy ngược nó về, nó là thuộc về đô trưởng. Bởi vì điếm ngược nó lại là bậc 1 của nó là đô trưởng. Thì có một cái cách nhớ khác nó dễ hơn, đó chính là các bạn son thì các bạn cứ nhớ nó là son scale của son trưởng đi, nhưng mà chúng ta dán cái nốt bậc 7 nó xuống, dán nốt bậc 7 nó xuống thì nó trở thành là Mesolydian. À, giải thích một cách đơn giản như sau. Các bạn có âm dài là son trưởng đúng không? Bây giờ các bạn đánh như sau. Thì các bạn để ý là son trưởng thì chúng ta có nốt bậc 7 của nó là gì các bạn? Nốt pha thăng. À, vậy thì nếu các bạn muốn đánh là son Mesolydian thì các bạn đánh cái nốt bậc 7 này xuống nửa cung, tức là đang là son thăng, xin lỗi, đang là pha thăng. Các bạn đánh nó xuống thành nốt pha bình thường. À, vậy thì chúng ta đánh lại cái scale bắt đầu từ son ha. Và với cái kiểu dáng nốt bậc 7 đó thôi. Thấy nó như thế nào? Nó y như cái scale của đô trưởng mà thôi. À, đây là một cách dễ nhớ đúng không? Thay vì các bạn đếm ngược lại thì các bạn nhớ là cái nốt bậc 7 các bạn dán xuống nửa cung là xong. Bây giờ chúng ta ví dụ là các bạn muốn đánh cái re mi solidan thì chúng ta đánh nó như thế nào? À, bây giờ mình sẽ tính cũng theo hai cái cách. Cách đầu tiên đó chính là chúng ta đếm ngược lại. À,
chúng ta điểm ngược lại thêm coi là R nó là bậc 5 đúng không? R vậy trước R là đô, C là sol. À, vậy là cái thằng đi mi sol đi đan này thật ra nó là sol trưởng scale. Còn cách thứ hai, thì chúng ta dán cái nốt bậc 7 của nó xuống nửa cung. Vậy bây giờ chúng ta đánh cái R trưởng trước đúng không? R trưởng. Các bạn thấy nốt bậc 7 của nó là gì bạn? Là nốt đô thăng. Bây giờ các bạn đô thăng các bạn dán xuống nửa cung nó là nốt đô bình thường. À vậy bây giờ các bạn đánh lại ha. Các nốt của nó nằm trong gì? Của trong son trưởng. À, đó, tức là hai cách tính theo công thức thì các bạn đều suy ra được là cái gốc của nó từ đâu ra. Đó. Thì với cái giảm xuống cái bậc 7 đó thì các bạn thấy là nó rất thích hợp với lại cái hợp âm 7 các bạn. Bây giờ ví dụ như là các bạn đánh hợp âm R7 đi đúng không? R7 chúng ta đây. Thì các bạn thấy là trong hợp âm R7 thì nó có nốt đô pha thăng. À, thì các bạn thấy là nếu mà trong cái âm giai của son trưởng thì chúng ta có nốt đô và nốt pha thăng luôn. À, do đó là tại sao mà các hợp âm 7 người ta sử dụng cái là mi sol đi đan này, tại vì các nốt của nó rất là hợp với nhau. À, thì mở rộng ra thêm thì người ta có thể đánh là ví dụ như hợp âm R7 thì bây giờ họ đánh R9, R11, R13 chẳng hạn. À, thì các bậc của nó cũng vô trong cái mi sol đi đan này thôi. Và bây giờ chúng ta áp dụng thử hai cái clip đơn giản để các bạn có thể hiểu được của nó là như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta áp dụng thử cái hợp âm R7 ha. Rồi, một cái clip đơn giản như sau. Thì mình đánh ở đây câu này khá blue ha. Thì ngay ngăn số 6 này mình slide lên ngăn 7 để cho nó ra nốt pha thăng. Thì coi như cái nốt bắt đầu này á là mình không tính đi ha, cái nốt pha này mình tính, mình slide lên. Rồi sau đó tí la, si, đô, à, thấy không? Rồi mình là son, la. Rồi chúng ta pha thăng, son. Rồi rê, đô. Đó, thì nó đều nằm trong cái scale của son trưởng, tức là có pha thăng và có nốt đô và các bạn tập cái câu này ha. Cái cách áp dụng thứ hai mình muốn mở rộng và thêm cho các bạn một tí, đó chính là chúng ta áp dụng thử cái R9 ha. R9 ha. Vậy R9 thì nó có thêm nốt gì các bạn? Nó có thêm là cái nốt mi nữa ha. Tại vì từ R7 đô rê xong rồi tới bậc chính của nó là mi. Vậy đây chúng ta bấm như sau. Rê chính. Vậy thì cái câu này mình sẽ đánh trước rồi sau đó các bạn tập chồng lại nha. Các nốt của cái thằng D mi sol la này đều là nằm trong son trưởng hết ha. Và mình đánh các bạn nên nhớ nhấn vào một vài cái điểm để nó nghe cái mùi, đó chính là các bạn đánh vào cái nốt bậc 7 dáng á, cái nốt đó nó tạo ra cái đặc biệt. Ở đây chúng ta có là nó gì bạn, nó đô ha, nó đô bình thường. Thì câu nó như sau. Chúng ta có ngăn số 10, đó chính là nốt rê nè. Sau đó 8-7 của dây số 2 ha. Sau đó tới dây số 1 là 8-7. Dây số 3 là 9-7. Lại câu đầu nha các bạn. Tiếp theo, chúng ta có dây số 2 nha. Chúng ta đánh như 10-8. Sau đó các bạn đánh vô dây số 4, 19. À, đó cũng là nốt 10 này là đô
đô si ha. Lại nha. Lại từ đầu nhé bạn. Và câu cuối. Chúng ta có là ngâm 7 dây 2 ha. Ngâm 9 dây 3. Ngâm 7 dây 4. Và ngâm 10 của dây 5. Chúng ta xuống ngâm 7 của dây 3. Đọc nốt thì nó là pha thăng mi, la, son và kết thúc ngay rê. Rồi, đánh nguyên câu nha các bạn. Cái này thì cái câu này mình đánh trên cái đề chính, cũng là một cái dạng dominant chord thôi. Đó. Thì cái bài đầu tiên này thì mình giới thiệu sơ lược để các bạn hiểu về công thức, và có hai cái câu lick nho nhỏ mình áp dụng. Trong các bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn vài cái câu chi tiết hơn, phân tích để cho mình cảm nhận cái mùi của nó rõ ràng hơn nhé. Các bạn hãy nghe thêm về nhạc jazz và blues ha, bởi vì họ đánh cái hợp âm dominant rất là nhiều ha, có hợp âm 7, hợp âm 9, 11, 13 gì đó rất là nhiều. Và một trong những cái cách sử dụng hiệu quả để mà solo qua những cái hợp âm đó chính là họ sử dụng cái mod mi sol li đi này ha. Hãy ủng hộ kênh Guitar for Freedom và ủng hộ cái shop Amigo Guitar ha, với những cái cây đàn giá rất là phải chăng ha. Các bạn thấy là cái đàn mà dán Les Paul ha, tempered body, các bạn xem cái spec của nó rất là tuyệt vời, trong tầm giá chỉ có 5 triệu mấy mà thôi ha, mới hoàn toàn ha. Thì nếu bạn có nhu cầu học về các kỹ thuật guitar điện cơ bản thì hãy đăng ký khóa học của Đăng Khoa, đăng ký một lần học trọn đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.